Xin mời quý vị chúng ta cùng nhau hướng mắt lên sân khấu để chúng ta cùng chiêm ngưỡng một điệu múa mang tên đề Vũ Điệu Ảo Ảnh, đúng không ạ? Do các cháu đến từ đội văn nghệ gia đình của chúng tôi thể hiện. Và xin cảm ơn toàn thể quý vị, hãy dành một tràng pháo tay thật lớn cho đội văn nghệ của chúng tôi đây, quý vị ơi. Nghe cảm ơn quý vị rất nhiều. Dành một tràng pháo tay thật lớn nữa không quý vị ơi. Cảm ơn quý vị rất nhiều và cảm ơn đội văn nghệ gia đình của chúng ta.